Kiếm.momo.com chọn chẵn hay lẻ là ra tiền, trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch hoàn toàn tự động 24 trên 7, cùng với các phần quà hàng tuần hàng tháng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Truy cập ngay kiếm.momo.com để chơi anh em nhé. Top 4 tướng dành cho game thủ thích lăn xả, hổ báo. 1. Sát thủ Ngộ Không, được biết đến là một vị tướng sát thủ thiên về sát thương chí mạng. Vì vậy, đây là vị tướng có độ hên xui rất cao. Nếu nhân phẩm tệ, 3-4 đòn đánh liên tiếp chưa chắc đã nổ chí mạng, tuy nhiên nếu may mắn, chỉ cần một gậy của Ngộ Khỉ, các vị tướng máu mỏng như xạ thủ, pháp sư cũng phải khóc thét. Đó chính là điểm mấu chốt khiến người chơi Ngộ Không rất thích hổ báo. Liều ăn nhiều, trong nhiều tình huống, chỉ còn một chấm máu bạn cũng có thể ăn double, triple. 2. Pháp sư Loryu. Meta game thay đổi khiến Loryu không còn được trọng dụng, tuy nhiên phong cách chơi vị tướng này lại không thể thay đổi, đứng sau đội hình không phải là phong cách chơi của Best Loryu. Thay vào đó, Loryu sẽ chiến đấu ở tuyến đầu. Đã từng có thời một mình Loryu hổ báo băng trụ cân cả team 5. Dẫu hiện tại không thể bay lượn như xưa vì các vị tướng sát thủ và xạ thủ quá mạnh. Tuy nhiên nếu chơi Loryu, chắc chắn bạn phải lăn xả, hổ báo mới được. 3. Đấu sĩ Kilgroth. Bất cứ vị tướng đấu sĩ nào cũng phải hổ báo, lăn xả trong giao tranh bởi tự chung, tất cả đều là những vị tướng đánh gần, tuy nhiên, Kilgroth là kiểu tướng chơi khô máu. Nhiều người cho rằng Lữ Bố cũng phù hợp với phong cách đánh này, điều đó tuy đúng nhưng chưa đủ, vì mặc dù có khả năng hút máu nhưng Kilgroth lại có khả năng miễn khống chế, trong khi đó, 35% kháng hiệu ứng của Lữ Bố là chưa đủ. 4. Xạ thủ Rock. Bản chất là xạ thủ nhưng phong cách chơi lại giống đấu sĩ nhiều hơn, Rock là vị tướng có tầm bắn ngắn nhất trong tất cả các xạ thủ. Đòn đánh của vị tướng này chỉ nhỉnh hơn tầm đánh thường của các tướng đấu sĩ. Do đó Rock cần phải áp sát để tấn công, điểm mấu chốt để biến Rock trở thành một vị tướng hổ báo vì chiêu cuối tăng giáp, tăng đam lại miễn khống chế giúp vị tướng này như được bắp 200% sức mạnh. Dẫu đều là những vị tướng mạnh, tuy nhiên, sự phối hợp với team trong những pha giao tranh tổng là điều tối quan trọng, các hiện tướng không nên quá sung dẫn tới đội hình bị chia tách, tạo sơ hở để đối phương có thể lật kèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.